Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Bờm Audio. Và đến với kênh YouTube của nhà em trong buổi sáng ngày hôm nay thì em xin gửi tới các bác một cái sản phẩm rất nhiều người sử dụng và rất phổ biến trên thị trường. Đó là cái cục chuyển đổi tín hiệu âm thanh có tên là Kiwi K08 các bác nhé. Đây là một cái sản phẩm tích hợp rất nhiều các chức năng để giúp cho các bác có thể nâng cấp cho cái thiết bị âm thanh của nhà mình. Giá em nó chỉ có 500.000 thôi bác ạ. Hỗ trợ bao ship toàn quốc cho các bác, cam kết đây là hàng chính hãng, một đổi một và bảo hành 1 năm cho các bác. Có thể thấy ngay trên cái vỏ hộp ấy là toàn bộ chức năng của sản phẩm, như từ kết nối PC này, TV này, sound bar, TV box và Bluetooth. Bluetooth của em này là Bluetooth 4.0 các bác nhé, giúp truyền tải âm thanh rất là tốt. Tiếp đó là cái cổng optical để lấy tín hiệu cổng quang. Có cả RCA hay gọi là dây AV đấy, có siêu này, và đặc biệt là có thể nghe nhạc trực tiếp từ cổng USB. Vâng, có quá nhiều cái chức năng trong một cái sản phẩm nhỏ gọn này phải không ạ? Và sau đây em sẽ mở hộp cho các bác để tham khảo cái hình thức cụ thể của bên nó. Đấy, đó là nguyên hộp của em. Đó, rất là nhỏ gọn rồi, và cái anten đó để các bác có thể lắp vào cục chuyển đổi để lấy tín hiệu Bluetooth rất là tốt. Cái mật khẩu của cái anten bắt Bluetooth này nó là 1234 các bác nhé, 1234 ạ, mật khẩu là 1234, và các bác có thể xoáy nó vào đó để kết nối. Đây đầu tiên chính là cái cổng quang của em đấy, Toshilink đó. Đó, để kết nối tín hiệu quang. Sau đó là cái cổng AV đưa tín hiệu ra âm ly đấy, và cổng nguồn, cái nguồn của nó là nguồn 5V, thì cái cổng nguồn này các bác có thể kết nối với lại cái cục nguồn điện thoại, hay là cắm trực tiếp vào TV để lấy nguồn trực tiếp từ cổng USB, rất thuận tiện cho các bác ạ. Đó. Tiếp theo đó là cái mặt trước của cái đầu góc này, nó là các cái ngõ vào rất là tiện dụng. Đầu tiên là cái nút mốt ấy, để điều chỉnh các chế độ tính năng, hoặc là có thể sử dụng cái khiển riêng của em nó để điều chỉnh thì rất là tiện lợi, điều chỉnh từ xa được. Đó. Đây là tất cả các chức năng rất là thể hiện rất là cụ thể trên khiển đấy, có thể điều chỉnh bát chép được cho cái dàn âm thanh của các bác luôn. Vâng, cái sản phẩm này tích hợp rất là nhiều cái công nghệ hiện đại trên thị trường hiện nay. Nó giá của em tại Bờm Audio chỉ có 500.000 thôi các bác nhé. Đây là một sự lựa chọn không thể nào bỏ qua và rất phù hợp cho các dàn âm thanh analog mà đang cần kết nối các thiết bị kỹ thuật số hiện đại bây giờ các bác. Thì bác nào có cái nhu cầu thì liên hệ với lại Bờm Audio qua cái số hotline là 0964 801 493, hoặc là fanpage của Bờm Audio để mua hàng và hỗ trợ, nhận được cái hỗ trợ tư vấn nhiệt tình từ nhà Bờm các bác nhé. Vâng, và tiếp sau đây là mời các bác thưởng thức một cái đoạn nhạc đến từ Kiwi K08, sản phẩm mới nhất của Bờm Audio. Chỉ có anh và em nhìn thấy hương sắc hoa nở ven đường. Ngày ấy ta đùa vui tình thơ dại, ngày ấy ta mặc bao lời chế cười. Ngày ấy em chỉ yêu mình anh, chỉ có anh thôi. Đến một ngày vội vàng nhận thấy tình yêu ấy xa khuất chân. Để em cô đơn ngồi đây đợi chờ bóng anh.
sao không thể quên anh. Ngày ấy anh tặng em nhành hoa dại, mình nói hoa đẹp như một đóa hồng, chỉ có anh và em nhìn thấy hương sắc hoa nơi ven đường. Ngày ấy ta đùa vui tình thơ dại, ngày ấy ta mặc bao lời chế cười, ngày ấy em chỉ yêu mình anh, chỉ có anh thôi. Đến một ngày vội vàng nhận thấy tình yêu ấy xa khuất chân mây, nụ hoa ấy héo úa trên cây, để em cô đơn ngồi đây đợi chờ bóng ai. Nụ hoa ấy không phải nụ hồng, ngày không em lời yêu nhớ không. Người ta nói em đã vội tình, lòng em đau thương cho những hôm bên đường. Dù xa anh nhưng sao không thể quên anh. Nụ hoa ấy không phải nụ hồng, ngày không em lời yêu nhớ không. Người ta nói em đã vội tình, lòng em đau thương cho những hôm ven đường. Dù xa anh nhưng sao không thể quên anh. Dù